Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa có công văn thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải ngừng hoạt động các loại ô tô kéo rơ-moóc, semi rơ ô tô tải tự đổ, ô tô tải ben lưu thông chở đất cát, vật liệu xây dựng sang lớp trên tất cả các tuyến đường thành phố trong các ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Cụ thể cấm các loại ô tô kéo rơ-moóc, semi rơ từ 6 giờ đến 8 giờ, 10 giờ đến 14 giờ 30, 16 giờ đến 18 giờ 30 ngày 15 tháng 6 từ 6 giờ đến 8 giờ từ 10 đến 12 giờ ngày 16 và 17 tháng 6, cấm ô tô tải tự đổ từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 15 tháng 6, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 16 và 17 tháng 6. Các loại xe trên vẫn được lưu thông trên các tuyến đường Hầm Hải Vân – Tuy Loan, quốc lộ 14B đoạn từ đường Hầm Hải Vân – Tuy Loan đến cầu vực Hòa Cầm, quốc lộ 1 đoạn từ cầu vực Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua địa phận Đà Nẵng.